Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game sở thích One Piece. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng trái ác quỷ Magu Magu để mình farm khoảng đâu 100-200 Luffy, thử xem là trái này có mạnh hay không ha. Thì mình nghe một số anh em nói á là cái trái này nếu mà farm chừng khoảng đâu 100-200 điểm trái ác quỷ là đánh rất là đau anh em à. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử xem là có đau đớn như là lời đồn của mấy bạn đó nói hay không ha. Rồi bây giờ thì mình cứ đè đầu đè cổ farm Luffy đi anh em à. Farm cho lên điểm trái ác quỷ. Vừa lên được điểm trái ác quỷ mà vừa lên được điểm defense nữa anh em. Defense mình hiện tại là 229 rồi. Thì mình cũng cảm ơn bạn Kiệt Phỏ 098 rất là nhiều ha. Vì đã giúp mình trong cái vụ việc là farm Luffy mũ rơm. Chứ một mình là coi như là mình bó tay chấm cơm chấm VN anh em à. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ha. Thì bạn ấy hỏi là mai anh quay về trác quỷ chó đỏ hả anh? Thì thật sự là chuyện ngày mai ngày mốt thì mình không biết anh em à. Nhưng mà hiện tại thì mình đã quay xong cái clip về trác quỷ này rồi, review cũng như là test sức mạnh về trác quỷ này. Còn riêng về cái sức mạnh thật sự của nó mà nếu mà điểm trác quỷ nhiều á thì mình nghe anh em nói rất là phê anh em à. Nhưng mà thật sự là mình vẫn chưa đạt được cái đỉnh điểm như vậy. Bây giờ mình đang cố gắng thử nè anh em. Đó anh em thấy hiện tại là gần 200 điểm anh em. Đây. Mình thử mình bắn lên trời, mình hành hạ mấy thanh niên này thử xem coi có cúng cơm hay không ha. Thanh niên Ngô Quốc Thịnh nè, xin lỗi bạn nhiều ha. Bạn hứng đạn giúp mình nè. Trúng phát nhiếu anh em. Vậy là mình sử dụng cái chiêu kia là coi như là bó chiếu rồi anh em à. Rồi ha, vậy sử dụng chiêu này coi. Đó cái chiêu này nè, chiêu này mới rống nè. Để thử xem bạn Kiệt Võ 098 chịu nổi không. Thốn tận rúng anh em à. Luffy mũ rơm anh em coi rút máu kìa. Trời ơi. Rút máu kinh vòm. Vậy là một mình farm được Luffy luôn anh em. Nhưng mà phải có người chịu. Đá bay Luffy luôn. Nói Luffy làm gì. Dính trong nhung nham của anh chỉ có nước chết thôi. Đào đấy. Mới có bao nhiêu điểm ác quỷ đây anh em. 161 mà đã thốn tận rúng như vậy rồi anh em. Vậy mà hơn nữa thì mình cũng không biết như thế nào nữa. Vậy là một phát là coi như là đi đời nhà ma thôi anh em à. Kinh. Bạn Kiệt Võ rống không. Mém chết luôn. Mém cúng. Có bao nhiêu? 161 là đầu. 162. 163. Là bạn ấy còn tí nữa là đi chầu Diêm Vương rồi anh em. Kinh. Mạnh đấy. Mình cảm thấy hơi bị thích trác quỷ này rồi nha. Tại vì cái chiêu tạo ra nhung nham nham thạch bá quá anh em à. Anh em thử nghĩ xem, ở trong thế giới One Piece ai mà có thể xuống được nhung nham nham thạch anh em. Bạn Ngô Quốc Thịnh vừa mới đạp cái quýu không, xanh mày xanh mặt liền. Rồi bây giờ mình lại đây mình farm thêm mớ nữa ha. Đó đây. Cho bạn ấy thử đấm thử xem nào. Thằng cốt. Nhíu liền. Chỉ là cú đấm bình thường thôi nha anh em, cú đấm bình thường thôi. Chứ mà sử dụng cú đấm bá đạo đế dương là cha rồi. Tài nhắn tin mình hỏi là mình có ăn trái quỷ nữa hay không. Mình hiện tại là mình đang mê farm anh em à. Rồi để mình trả lời Tài cái ha. Rồi. Chưa nằm trầu ốc trầu cái gì vậy. Nè cho mày con rồng thiên nè mày. Mày giỡn mặt hả mày. Con rồng sao mà nó không thấm thía gì hết à ta. Không thấm thía tình ông địa ông kẹ gì hết vậy. Đó. Rồi. Mình vô phòng CC nói chuyện với Tài luôn anh em. Nói chuyện với Tài luôn, không biết đâu. Anh em im nha. Mình không nói anh em, tại vì nói anh em trong đây nó sẽ biết ha. Rồi. Mình đăng nhập cái ạc này vô. Đâu rồi ba? Đang farm Luffy nè ông nội. Farm sao nãy em qua đây farm. Qua bển này có trợ giúp tao farm được không? Mày có đỉnh cao đẳng cấp không? Mày có đứng yên chỗ cho tao farm được không? Nãy giờ đứng yên không, đứng treo không? Farm được nhiêu điểm rồi, ăn cái gì mà farm? Gì? Không farm defense rồi thử 200 điểm trái Magu Magu coi như thế nào. Mà cái chiêu nhung nham nó 100 điểm nhíu quá mày ơi. 100 điểm là nó gần nhíu rồi á. Nó có thể khoảng đâu 200 điểm, 250 điểm là có thể farm được Luffy rồi á. Cái trái này nè. Thả cú đấm á. Không.
Mày thả dung nham xuống thôi là quýu rồi đây nè. Các thanh niên nào bên đây full full defense rồi full haki các kiểu nè, tao bấm cái dung nham mà có 160 mấy điểm mà gần chết luôn kìa. Nhưng mà cái chiêu nhưng mà cái chiêu này thuộc dạng nó thụ động, thụ động có thể bay ra thoát được. Nó hơi thụ động ở điểm đó ha. Díu thiệt mèo, cái chiêu này mạnh quá. Đó, với cái chiêu cú đấm nè, cú đấm mày thả anh trời trúng cái trò nhíu liền. Hèn chi 500 điểm mà sao mà không farm được Luffy, giọng dài cú Luffy như nằm đóng. Làm gì bển hả? Đứng không làm gì. Sao không ăn trái quỷ test nữa đi, quay video cho anh em coi đi. Hết rồi, còn cái gì đâu. Mày không còn trái gì để quay luôn. Trái phượng hoàng rồi, trái mặt tổ rồi. Trời đất ơi. Còn cái gì nữa đâu. Mày mua bao nhiêu triệu vậy? 500 hả? Tụi em Việt Nam mua dục con đóng đây nè, tôi lấy tao ăn review thôi chứ. Em là Việt Nam mấy nay nhà có điều kiện cao ha, hèn chi anh em đi theo xin tiền phải. Mua gì mua hay ứng gì chứ. Mua đó không biết nhiêu triệu nữa, chắc mấy tỷ á. Chứ tính hàng trăm triệu là không phải đâu. Cái trái Magu này đựng cái ngon mày, ai quýnh vô người mày cái nó bốc khói lên cái bắt đầu cái mất máu người đó. Mày luyện năm. Mày luyện thử 500 điểm cái coi giọng mà vô cái thằng nào giọng vô cái quýu liền. Mày dí mày chạy ngang nó không cũng quýu nữa. Nó đấm đi. Đấm đi, đấm bằng niềm tin. Tao cũng đang ăn nè. Đang ăn trái đó hả? Ừ. Trái đó mạnh. Nhưng mà tao lại thích trái Goro Nomi hơn. Cái Goro cũng vậy chứ nói gì đâu. Gì? Cái Goro mạnh chỗ nào trưởng cũng mạnh thôi. Tao cũng biết mạnh mà chưa? mạnh mà khó giết người. Khó giết người ta. Khó canh hướng. Đâu nè. Đâu đụng mấy thanh niên này cái quýu không nè, quýnh gì. Thanh niên râu đen mà chịu còn nổi, nó đứng yên tại chỗ mà thanh niên đó rút máu. Thôi được rồi, tha cho thanh niên ấy đi. Đứng về chừng nào chết Luffy trời. Đó. Chất lừ, chất liệm. Mình dí theo chơi thôi mà cũng không được nữa, thiệt khó. Mày đang farm Luffy bệnh hả? Kêu em là Việt Nam phụ mày farm Luffy đi, kiếm điểm defense chứ để mất công mày phát rác quỷ thì tao quýnh chết nữa, khổ lắm mày ơi. Đang quay clip hả? Đâu có, tao đâu có điên quay clip mày. Có bệnh đâu đây, đó treo ăn cơm rồi ba ơi. Lỡ gần cái thanh niên này đứng rút máu phê thiệt mày. Trái này nó mạnh nhưng mà nó không di chuyển xa được. Ừ, hèn nghe. Hèn chi mới 40.000 trái đó. Trời. Một số bạn lên group mày bán á 40.000 trái, còn mắc hơn cả trái Goro Nomi, như trái này mắc nhất luôn phải không? Ừ. Trái này mắc nhất rồi. Trái Magu bên đây 3 trái, Pika 6 trái nè. Pika mấy bạn với mấy anh em thấy mê lắm. Bây giờ mày livestream cái đi ta vô xin Pika liền luôn. Pika là đắt hàng chắc, 6 trái đó là hết nhanh, cực kỳ nhanh luôn, có đảm bảo 100%. Hồi nãy cũng có trái Goro đây nè, tao lượm tao lướt nãy giờ nè. Ở đang ăn trái Dunlop Akainu nè. Mày ăn mày định dẹp nguyên sòng luôn hả? Mày ăn gì mày ăn thấy ứng nè. Ăn Goro ba chai mày, rảnh đó đâu làm đâu. Người ta không có người ta ăn mà mày ăn ba chân. Làm như rác vậy mày. Ông đâu phế thải vậy. Đang đóng nè, ăn được vô ăn. Rồi. Trái ác quỷ mà ăn được vô ăn. Lúc trước mày nhớ cái thời mà thở sơ khai không? Ăn trái tàng hình á. Đi xin xỏ được trái tàng hình, lụm được trái ác quỷ, cừ hả hả mừng hết lớn. Bây giờ dục như rác. Bây giờ ăn mà dù ăn chơi nữa hả? Có trái đầu đen nè. Yami Yami. Còn full server chưa? Full người chưa? Còn. Qua đây phụ đi. Qua đây bạn Kiệt Võ phụ nè. Kiệt Võ 098 phụ mày farm Luffy. Phụ tao farm từ nãy giờ chắc cũng cả
trăm con rồi đó, trăm trăm mấy con rồi đó. Defend tao giờ... defend tao 235 rồi. Em chưa nãy giờ anh im tính đâu gì. Farm tại vì có người phụ rồi mình farm luôn. Chứ đâu. Server thì thoát mắt vậy. Mắt gì? Gác quỷ. Còn màu mày đọc hả? Server thường ở đâu còn anh đi em Việt Nam nè. Dục hết luôn đi, tao ăn uống gì thứ đó. Tao đang mê trái này rồi, từ tao ăn tao test sao. 195 không full rồi. Sao full mày đâu, đâu full đâu. 2 4 6 8 ôi chục đủ rồi. Gì kỳ vậy, sao chém này không có thấm thía mà thìa gì hết rồi mày. Trời ơi con rồng, rồng bay mà lết không. Quả da mì tròn hay lắm. Trời ơi cái quả đó là tròn là vô đói rồi. Chọi ra biển là thấy phê luôn. Tại mình Lúc trước mê quả đó lắm. Má riết rồi, má bình luận riết liệu hay gì ba nói y như đang quay clip. Liệu lâu lâu bị liệu mày ơi. Tại vì tao nói là... tại vì tao nói cho mày nghe đó cái mì liệu. Riết hành bạn hết rồi. Ờ hành bạn hết rồi. Riết giờ hành bạn với anh em hết. Bởi ơi chứ vô ngồi nói. Tính nó ngồi quay clip không chứ. Ai quay clip bà... tao rảnh đâu. Giờ đang test này quay clip ai coi mày. Đang bữa này nè. Bữa Luffy nè. Chẳng lẽ tao cắt clip ra tao giết 100 Luffy vậy. Má bữa. Nãy giờ đứng đây múa đây chân nè. Quải. Qua đây pháp Luffy nè. Đã nó full rồi ba ơi. Full gì? Mày lên OBC đi. Vô OBC. Vô cái đá đít mấy bạn trong đây ra. Trong đây quá trời nè, nùi nè. Mượn ngừ tống cổ ra mớ. Đạp một người ra cái gì vô gì đâu. Thôi trời, người nổi tiếng vô người ta vô đầy phòng sao tôi vô được. Trời ơi. Rồi. Thêm. Còn thằng Luffy nè. Miếng máu mà chém đã thiệt mày, lại chém cái quýu à, lại chém cái quýu bởi vậy có ngừ trợ cấp là mình farm nhanh lắm. Mày thấy không tài? Ồ quên nó ngồi bên mà. Gì ba? Mày cũng một thời mày farm Luffy mà. Có người trợ giúp là farm lia lịa luôn. Còn tao mày đứng chờ thầy. Cứ thằng đứng dụ, thằng đứng trên nóc nhà. Một thằng đứng dạ, mưa chém không? Chém lát không mưa. Đỡ rồi mày ơi. Nãy mưa nhưng đỡ rồi. Mày còn hỏi tao nhà có mưa không? Vậy nhà mày có mưa không? Có, đem ra bàn nè. Ý nghĩa quá à. Hai thằng nhà ở đâu cách nhau có 50m à. 50m, 100m à, mưa ầm ầm. Ủa bộ ông trời là chiếu mưa ngay mày luôn hả? Vậy là có một cái đám mây đen là trên nóc nhà mày phải không? Ờ. Vãi thiệt. Niên dốc láo đi quen. Thua. Tao 450 đi fan nè tài. Dữ vậy. Vãi thiệt chứ. 150 đi fan rồi nè. Vãi nói vậy cũng tin. Tao dễ tin lắm. Anh niên hacker này rỗng với tao nè. Đi dí khâu quýu. Xin lỗi. Xin lỗi thầy xin lỗi. Bữa tiệc chứ. Cuộc sống mà đâu lường trước được điều gì. Đi câu rồi mấy ông đội thì cũng rống như rắn hổ nữa thiệt. Bữa farm điểm ác quỷ là lên 500 đi tài, phê lắm tài. Tao mới 200 mà phê non talin rồi nè. Đang đánh mấy nước nè. Ito mà gà mày. Đói nó gà, đói mà đói mạnh, đói người ta gà.
Ồ, sao xe VIP mà lát dữ ta? Chắc là có sự hiện diện của trái ác quỷ sao mà xe VIP cái lát dữ vậy ta? Mày quăng đó cả lô mà không ăn mà mày chơi, mày quăng mà làm như là vận tải chết rồi. Ủa em Việt Nam mà tao đâu? Của em là Việt Nam, từ nãy giờ mày vô mày cán giọng mấy chục trái trống rồi, còn của em là Việt Nam gì nữa? Tao ăn cái vài trái gì đó điên ba. Đâu giờ ăn ăn có trái Phật tổ, trái chim bay rồi có trái gì? Đồ ít quá ha. Mấy trái đó quay ra dễ lắm á, mấy trái quay ra dễ lắm. Dễ mà. Bỏ mấy trăm triệu là quay ra dễ lắm. Quay ra dễ ẹt à, cho mày dễ. Qua đâu cán giọng đâu à. Trái Tori. Ở trái đó là thấy là quay là khó rồi. Kế đến là trái Như Lai Phật Tổ. Thì em là Việt Nam mà cũng biết mày thèm Như Lai Phật Tổ. Cái cuối cùng cái là cố gắng bỏ đâu cả tỷ ra mới quay được trái đó cho mày. Nãy mới nhắn tin khóc than với tao bên đây nè. Kêu trời ơi em. Em vì anh Tài em bỏ đâu mấy triệu Billy ra để em quay. Mà quay vài triệu đâu có ra. Mấy trăm triệu cũng không ra, phải bỏ cả tỷ mới quay ra đường trái Phật Tổ cho mày ăn. Để thấy mày hãnh diện không hả? Diện. Ăn trái đó phải nhớ công ơn em là Việt Nam nha không? Đó. Qua đây farm mày. Farm gì vậy? Xe VIP cho con một ngờ luôn ta. Còn mày á, mày mà ra là cái kho đó là mất. Bây giờ tao chỉ nè, mày bật livestream lên. Mày bật livestream lên mày cho anh em. Mất rồi sao? Tao ra tao thoát rồi mà. Mất rồi hả? Vậy là thoát mất ồ, mất 6 trái Pika. Hai trái Magu. Rồi mấy trái kia. 3 trái. Mày có ăn đâu? Ba trái ăn hết trái Magu rồi nè. Rồi treo, tao nãy treo hết thời gian với ăn chứ gì. Tao nãy tao thấy ba trái của Đông Flamingo nữa. Ito hai trái. Vậy trái mà có một số anh em nói trái đó gà trà gô. Thả cái con phân thân tơ ra nó chém lúc phi ỉa không á, giỡn đâu. Đứng trụ, con tơ nó trụ đằng trước mình, đứng đằng sau chém lén vậy à cha rồi. Bởi ủa còn ta? Số, mày tao vô kịp em mày gà. Thua. Mày tao vô kịp, mày vô kịp vẫn còn nè, đóng nè. Còn đóng nè chứ. Còn mày quay đi. Để được nhiêu clip rồi? Còn đóng để tao qua quay clip. Quay cũng clip mày nhiều. Mày nghĩ tao mày ăn trái trái này quay. Sao tao quay nhiều được? Quay có clip bị liệu vậy hả? Bị liệu. Quay clip mày nghĩ coi nè. Tao lo channel Big Bang rồi tao lo channel ADK Gaming Online nhưng mà nay là đỡ rồi ha. Rồi bây giờ kế tiếp là giờ cái channel này, cái channel và Trendly Gamer nữa. Nghĩ coi sao không liệu mày. Quen, không có nói chuyện có lát anh em bạn không à. Mày có bị không? Trời, có đâu, tao bình thường. Kỳ á. Sao tao anh em bạn không vậy? Chết rồi. Tình hình này vô, cảm thấy không ổn rồi. Để tao vô tao quỷ trái của cái ạc Dragon Fest à. Ăn trái Pika vô. Trời đất ơi. Người ta không có ăn phí gì luôn hả? Thôi nè, tao chỉ mày quay clip là tao nói thiệt mày nổi tiếng luôn. Bây giờ nè, mày gom trái quỷ tím trong người, sau đó mày đem mày dục xuống biển hết, mày quay clip lại. Tao nói thiệt mày nổi luôn. Là kêu là quăng trái ác quỷ xuống biển hay sao đó, mày làm cái gì đó mày sell cái tiếng gầy đỉnh đi không? Ăn trái gì cho con zombie này mày? Pika hay là ăn cái gì? Trời ơi. Giờ ăn trái quỷ, ăn trái gì? Mày ăn trái gì giờ mày nói tao sao tao biết được? Mày thích trái gì mày cán mày giọng trái đó chứ sao tao biết? Ăn trái gì ngon ta? Tao nghĩ là suke là ngon nhất rồi. Đó. Thì mày hỏi tao ăn trái gì ngon thì tao đưa ra ý kiến đó thì mày làm đi. Trái suke ăn đi. Rồi ok, ăn rồi, ăn vô chém. À cái rơm ra chém. Đó, sao? Cái trái suke đó mày quay clip cho anh được. Nhưng mà ai mà bật haki quan sát là tao nghĩ là màu xanh cỏ là chắc rồi đó.
farm từ nãy giờ farm phê luôn. 243 defense này mẹ ơi, quá ít. Trời, xe vào giật 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 kìa, nó không giữ được xe vào, nó vô được vô nha. Không giữ được thôi. Quay clip dùng dùng hết xuống biển đi. Nó thiệt bộ. Nó dốc mày à. Em này Việt Nam đâu rồi? Khó rồi, ao bị ao sao treo lâu quá mà. Đầu tư kinh phí lớn quay cho mày Phật tổ mà bây giờ bây giờ ta mệt mỏi, giờ ta ao phải rồi. Sao cái ạc đâu có rét vậy bình thường, cái ạc kia chạy giật 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 ngộ ta. Tùy theo. Bên đây thấy giật giật mà bên kia chạy ầm ầm luôn. Tùy theo. Cái ạc này có thể là do cái kinh của mày lắc quá không chừng. Có ạc ra rét có gì. Có người không đó, có gì. Chạy được nè. Giờ thấy phải tự thân vận động đi farm không? Thấy khổ không? Farm gì? Farm Luffy hả? Luffy. Ờ. Luffy để lát qua tao trụ cho 450 đây nè. Tao lên 460 tao qua tao trụ cho quýnh. Điểm chết quỷ hả? Ừ. Lên nhanh và chảnh mẹ. Phải chảnh lên chứ. Con bà chảnh mà. Chảnh lên. Trong cái đống đó có trái nào chưa ăn? Trong phân vô. Ờ, Ito chưa ăn nè. Gura chưa ăn nè. Ta biết có trái đậu trắng trỏng luôn á. Trái gà chưa ăn nè. Trái mocker chưa ăn nè. Trái kim cương chưa ăn nè. Ủa? Cái con này đâu ra Haki vậy mày? Con nào? Cái con zombie nè. Tao lụm chết chứ ai. Hổm hên lụm đựng cái đó. Mày tưởng đâu có hả mày? Rộng. Mấy anh niên này lại chơi rống như rắn hổ hết. Đã thiệt mày. Bốc khối Luffy chứ. Lại bốc khối Luffy chết luôn nè mày. Ủa sao lận 18 điểm ta? À, thôi chắc farm đủ điểm rồi, nghỉ quá tài ơi. Qua tao ngủ giúp mày ha. Tự nhiên tại nó chì. Chắc qua cái vụ giúp rồi, mày quá à. Okay. Đầu thử ta thử sử dụng cái dòng chảy nhung nham coi. Lát tao qua đảo tân thủ tao sử dụng một cái một rồi coi màu xanh cỏ hết nè tài. Mày ăn trái này vô giống tao đi. Cái gì? Cái magu nè. Sao nãy giờ ta ăn cái này chứ ăn cái nào á? Tao tưởng nó dốc. Nào ngờ chứ ăn thiệt bay. Thì từ đầu giờ ta ăn cái này đứng bên đây chứ ăn cái nào? Vãi gà trai này. Đi lợn xị khối cây xanh lên đây. Vui vãi. Làm gì cọc cạch bên mày. Vậy làm gì mày chém chứ chém. Chém đi lẹ chứ. Mày chém gì thấy cảm giác cái bàn phím nó hơi bị tội nghiệp đó nha. Quên dân giàu có tiền mà mua phím máu dạ. Được. Còn này nhà nghèo đâu có tiền đâu. Tao mới khổ nè, giờ khổ. Khổ nữa chứ mày mà khổ. Tao không khổ, ai khổ? Tao đi mới khổ nè. Tao nói thiệt á hả? Mày mà khổ chắc tao giờ tao ra tường đường tao xè tay tao xin tiền ta rồi bạn dân thiên hạ rồi. Khổ lắm không ai thấy à. Ai thấy? Giàu mà giàu nên đâu có ai thấy được cái khổ của mày đâu, mày kêu tao thấy. Phải thấy khổ lắm. Vãi cái thầy. Cái chi này một để chắc quỷ đánh tụi núp cũng thấm thôi mà. Chiêu nào? Lát là đánh Luffy rút máu dèo dèo nè. 10 điểm chát quỷ. À cái trái Magu hả? Ờ. Nè.
trái này vốn dĩ nó mạnh vậy, nhưng mà đặc điểm cái là nó di chuyển không được giống mấy trái khác, nó không di chuyển nhanh. Chứ không gì à? Ồ, coi rút rút Luffy nghe thấy đã chết không? Mẹ mạnh là chơi một cái chiêu thở cú đấm là một chiêu một là chết rồi. Đây 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 đây. Dung nham đó phơi phơi vải nhờ. Lên 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 lên. Không biết cú đấm đi đâu mà thả nhiều lắm mà trời ơi. Này không lát phạm nhanh, rống, là rống, chắc rống, luôn. Tại lát, nó không lát phạm nhanh cực kỳ. Đào đấy. Ồ, quỷ. 200 phạm rưỡi. Con mà mấy trăm điểm dữ mày. Gì? Lâu lên chứ, lâu lên thì chết. Lâu lên gì, ta đi, ta bốn, ta 400 năm mấy rồi nè. Lên 406, lên 406 qua bệnh tôi phụ. Đang farm á hả? Ừ. Tôi nghe mọi người nói đó là 406 là có thể là né được. Né gì? Sử dụng haki quan sát á. Sợ quần mà... defend giờ 400 mấy hả, nghe được sợ quần. Thiệt 406 điên. Tôi kêu mày vậy. Tôi kêu cái điểm mày 406 sợ quần, nghe được sợ quần. Gần rồi. Ừ. Mới 453 nè. Rồi. Nó thiệt nó không tin mà nó dốc nó lại tin ta. Cái thằng này bởi vậy nó ngộ đời thiệt chứ. Ngộ thiệt luôn cái tài. Tôi thua rồi. Đứng gây sạch gói mất máu thiệt bựa thiệt chứ. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Đạt vào Luffy ông nội nhảy vô chi vậy trời? Chết rồi đừng đổ thừa. Ê mày, mấy cái kiếm của mấy thanh niên này sao đẹp chứ mày? Dạ nó 200-300 điểm kiếm. 300 gì á? Sao lúc trước mày nói 200 mày, sao giờ mày lên 300 rồi mày tăng giá sớm thế? À đó, ai biết đâu, chúng nói sao nó vậy, nó đổi thì đổi thôi. Ồ, giờ có số anh niên vô đây xin tiền, thiệt chứ thua. Cỡ mà có quay video là kêu qua xin tài rồi. Ta có tài đại gia bệnh thôi chứ ai, với ai đại gia. Farm được nhiêu điểm rồi tài, 500 chưa? Out ra server hết rồi mà. Các quỷ trọng để tao nói mày quay video clip liễn xuống biển đi. Lát quá. Tao nói mà mày không xin. Lon dũng được hả? Mất hết rồi hả? Vậy lát quá, tao hót rồi nha. Chứ không để vậy cũng vậy, không ai trong phòng. Và mình quay video đến đây thì mình cũng xin lỗi tất cả anh em và mọi người rất là nhiều ha. Vì bạn em là Việt Nam đã cho mình và Tài một cái đống trác quỷ phải nói là vô cùng lớn. Thì mình và Tài nói chuyện lúc nãy thì anh em cũng nghe qua mà ha. Thì mình định quay xong cái video này, sau đó mình và Tài mở một cái buổi livestream để phát cái đống đó cho tất cả anh em và mọi người. Nhưng mà sau một cái quá trình suy đi nghĩ lại thì mình cảm thấy không ổn anh em à. Phát trác quỷ cho anh em mà còn bị chửi nữa. Thật sự là mình phát chi anh em. Mà mình cũng không biết là trên cái buổi livestream mình và Tài làm sai cái điều gì mà bị chửi lên bờ xuống ruộng luôn em à. Nếu mà mình mà bị chửi á, mà nó đúng á, thì mình chấp nhận cho anh em chửi. Nhưng mà trên buổi livestream thì anh em thử comment bên dưới xem là mình và Tài làm sai cái điều gì mà nhận được những lời chỉ trích, những lời chửi rủa từ các anh em. Có thể là ở trên cái buổi livestream á, mình và Tài mà mở bán trái quỷ thật sự á, bán trái quỷ lấy tiền á, chẳng hạn như trái quỷ 20.000, 30.000, 40.000 tiền thiệt ở ngoài luôn á, anh em nạp gạt điện thoại hay nạp cái gì vào mua đó thì anh em chửi mình thì mình nhận. Nhưng mà ở đây mình phát cho anh em miễn phí mà bị chửi, mình cũng không biết là mình làm sai cái điều gì ở trên cái buổi livestream nữa.
Nên là sau khi CD nghỉ lại thì mình sẽ không mở livestream ha. Nên là từ nay trở về sau thì mình sẽ không có những cái buổi livestream phát trái quỷ nữa đâu. Tại vì càng phát thì anh em càng chửi. Anh em ăn không được anh em cũng chửi, mà anh em không vào phòng được cũng chửi. Mình cũng muốn anh em vào phòng lắm nhưng mà vỏn vẹn chỉ 10 người thôi anh em à. Và server VIP thì của người khác chứ không phải của mình và Tài ha. Nên là cũng mong anh em thông cảm. Thì từ nay trở về sau có thể là mình sẽ đi phiêu lưu một server thường nào đó ngẫu nhiên, sau đó phát cho anh em ha. Và mình cũng cảm ơn một số anh em đã bỏ một chút thời gian ra để nghe mình nói và tâm sự những cái lời nói này ha. Và trước khi bắt đầu mà kết thúc video á, thì mình nghĩ là nên cảm ơn một bạn vì đã giúp mình rất là nhiều ha. Bây giờ thì mình cảm ơn bạn Kiệt Võ rất là nhiều ha. Rồi thì bây giờ thì mình làm cái cuối mình nghĩ nè anh em. Chứ quay từ nãy giờ thì mình cảm thấy cũng khá là lâu rồi. Video này mình nghĩ là trên 25 phút đó anh em. Tại vì mình trò chuyện là mình tròn tài các kiểu nữa, nên là nó mới kéo dài ra vậy ha. Thì nếu anh em xem dài ngán đó thì cũng mong anh em thông cảm ha. Có thể là trong quá trình xem thì mình nghĩ là có một số anh em đã tua rồi, nhưng mà không sao, cũng cảm ơn những tình cảm của các anh em đã dành cho channel, đã theo dõi channel mình suốt một cái thời gian tuy không là dài, nhưng mà nhờ sự ủng hộ của các anh em mà mình mới có được một cái channel như vậy ha. Thì thật sự cảm ơn tất cả anh em và mọi người rất là nhiều. Cái gì đây, rồi lên đường rồi anh em à. Rồi, vậy thì mình nghĩ là mình sẽ chấm dứt và kết thúc cái video lại tại đây hơn em à. Đó, vậy là mình đã xong rồi ha. Mình tắt cái mic bên kia rồi anh em à. Nói để Tài nghe thấy anh em, mình troll đó mà. Lúc trước nó troll mình bao nhiêu, bây giờ mình phải troll lại chứ anh em. Có qua có lợi mới tội lòng nhau anh em à. Rồi ha, thì mình cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này của mình. Xin chào và bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong một cái video nào đó không xa hết. Xin chào.